Sau đây hát một bài hát Kháo Khải với Phi Bằng hát tặng cho gia đình Phú Lê, như là phụ nữ Phú Lê, để chú Lê về quê ăn Tết. Chúc năm mới phát tài nha cả nhà. Chúc cho em trai Phú Lê về Úc ăn Tết vui vẻ nha. Tết Nguyên Hoàng. Dạ, đi mua cái số đúng rồi. Em ơi, tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì thân mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi. Anh ơi, chuyện hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân quen mà khua lối ngõ. Tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt đi, theo khúc nghèo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần. Chiều qua cuối tuần có tôi về trông em, khi phố cũ vừa lên đèn. Xin chào các chị em trong Smooth. Đây là hai ông anh, đây là ca sĩ ca nhạc sĩ Phi Bằng. Phi Bằng là ca sĩ Cát Quốc Hải. Mất lộn được. Mai là muốn về lại Nha Trang ăn Tết rồi. Năm nay anh em vào uống cà phê. Hai hát cà phú bằng cả nhà nha. Trước đây, được phút hả? Em ơi, tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sau xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi. Em ơi, chuyện hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân quên dày khua lối ngõ. Tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly, theo khuôn nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần. Chiều qua cuối tuần có em về trông tôi, khi phố cũ vừa lên đèn. Có tôi về trông em, khi phố cũ vừa lên đèn. Có ta về trông nhau, khi phố cũ vừa lên. Hết. Chào cả nhà mình.